tôi đi đón bệnh nhân ở bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Ở đâu? Đi Hà Nội. Bệnh nhân Nhi là bị hóc xương cá. Được căng không? Đến đi. Hôm nay chúng tôi đến đón bệnh nhân bị câm điếc, bệnh nhân Nhi bị câm điếc và bị hóc xương cả tuần nay rồi, chuyển từ bệnh viện trên tuyến huyện rồi bệnh viện Nhi Thanh Hóa, và bây giờ phải chuyển bệnh nhân ra bệnh viện Nhi Trung ương. Một gia đình mà ba đứa trẻ bị câm điếc, tôi sống tại thuyền chài, sống ở trên thuyền thuộc giáo xứ Kẻ Láng, gia đình nghèo, rất nghèo, mà con cái thì lại bị tàn tật câm điếc, đã nghèo rồi lại còn gặp cái cảnh tai ương bị hóc xương cá. Khổ cực. Điều dưỡng và nhân viên đang lên phòng đưa bệnh nhân xuống để chuyển viện ra Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương. Xin hết lòng cảm ơn quý ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa trong cái chương trình chuyến xe cứu thương không đồng. Đặc biệt xin cảm ơn chị Ngọc Linh, Nguyễn Úc, Thiên Đi Nguyễn, hội Companions in Christ đã luôn hỗ trợ để chúng tôi có điều kiện để xe cứu thương chạy trên đường để đưa đón bệnh nhân để chữa bệnh. Bệnh nhân đang ra rồi. Lên xe. Mấy người đi? Có hai bố mẹ đi thôi à? Chứ cháu nó bị sao? Đưa cháu ra. Rơi nhà là có ba đứa con bị câm điếc hết à?
Ba đứa đều cầm đứa cả. Ồ. Dưới thuyền dòng dưới thuyền á nha. Dưới thuyền mà ba đứa con cầm đứa thì làm gì mà ăn này cơ chứ? Con này đang cái láng. À. Gần chỗ cha mạnh ấy. Ừ. Cái láng này cha xây nhà cho dân chài cho nó đầy. Ừ. Thôi được rồi, bây giờ đi nhá. Đi bệnh viện, đi Hà Nội. Dạ, cha đi chứ. Rồi. Thôi đi về đi. Ừ, để cho đi. Thôi. Từ nhà con được mấy cháu? Bốn cháu à. Mà mất ba cháu bị cầm điếc à? Tóm lại là nhà con những năm cháu bốn gái một trai à. Một đứa thứ hai thì ngày xưa thì đi học lớp một thì cả đứa thì chết trôi rồi, mình đứa ba đứa sau là cầm điếc. Trời ơi. Còn, cái thằng nhỏ thì tôi đọc có tính toán là xin về nuôi thôi chứ không biết à. À. Tức là năm đứa con, một đứa con nuôi, bốn đứa con tỉa, à, hai cả, à, một đứa chết trôi với còn ba đứa thôi biết. Ừ. Rồi là gia đình dưới thuyền, à, mà đẻ được bốn cháu, à, thì một cháu thì bị chết đuối, à, biết nuôi, ba à, đứa con biết thì còn lại. Ô trời ơi, vậy là bốn cháu mà được một cháu biết nói, à, nói được thì lại bị bị ngã xuống nước rồi bị chết đuối. Rồi còn ba cháu còn lại thì lại bị câm điếc. Rồi lớn. Nhưng mà lại khổ nổi là cái tinh hoạt của cháu là tê liệt hết các cái này, tình cháu phải đứa cơm với lại rồi ô. Rồi là còn nhà mình lại nhận nuôi một cháu. Một cháu con trai. À, cho dựa cho ba cháu bị cầm điếc á. Học lớp 2. Nhưng mà cháu con nuôi á thì có ngoan không? Ngoan. À. Ờ. Nhà mình ở dưới thuyền mà bị gặp toàn cái tai ương, sinh được bốn cháu thì có một cháu lành lặn biết ăn biết nói thì lại bị chết đuối mất. Còn ba cháu bị cầm điếc để nhận thêm một cháu con nuôi nữa. Thì con thấy có vất vả không? Bố đi kiếm tiền rồi mẹ cứ ở nhà cứ chạm buồn thế thôi chứ có kiếm được gì không ra. Đây thì cha biết là cuộc sống lênh đênh dưới thuyền đó là khổ lắm, mà bây giờ thì lại gặp toàn những cái tai ương như vậy. Đúng là được mỗi một cháu thì biết ăn biết nói lành lặn đó thì lại chẳng may lại chết đuối. Thì khi mà cháu con của con bị chết đuối thì con thấy làm sao? Lên bờ xong thì là có nhà báo về viết cái đang lên báo là cái khát vọng lên bờ á, khát vọng lên bờ thì xã cũng có chùa đất với lại chùa thêm mấy hộ nó lên bờ, nhà quân cũng được lên bờ. À, được lên bờ cái hồi đó. Vâng. À, vậy cũng may được cũng lên bờ cách đây 10 năm. Ồ, vậy cũng may là nhà mình cũng được lên bờ rồi. Vâng. Cũng đỡ đi nha. Vâng. Rồi nhưng mà con thấy làm sao bốn đứa con mà một cháu lành lặn nhất thì lại bị đuối nước, lại bị mất. Vâng. Mất đi con, thì con thấy làm sao? Con thấy là như là bề trên thử thách ra đây con, cho nên là con chấp nhận thì là thôi sau này cô có trả công thì con về nước. Đúng là đức tin của con cũng quá mạnh đó. Chúa thử đâu mà thử lấy một đứa cầm điếc á. Đằng này thử cả ba đứa. Vâng. Quá nặng. Thành ra quá nặng. Rồi là lại còn không những như vậy á, được mỗi một cháu lành lặn thì Chúa lại thử lại cháu lại qua đời mất. Đúng là thánh giá nặng quá, nhưng mà thôi con tín thác vào Chúa. Như con nói đó là sau này á Chúa trả công bội hậu cho nhá. Vâng. Ừ. Đêm con nào con khóc mãi thì đang mà Chúa trả thương mày
tí mà. Chúa thương mình đấy chứ không phải là Chúa không thương mình đâu. Nhưng mà mình không hiểu được thôi. Cái mầu nhiệm của sự đau khổ, mầu nhiệm của thánh giá đó. Nhớ. Vất vả lắm chứ, nhiều đêm khóc lắm mà. Thôi con cố gắng nha. Thì như con là đức tin mạnh đó, con mới chịu được chứ nhiều người khác là khó mà chấp nhận. Khó mà vác được cái thập giá được bởi vì quá nặng. Đó. Chắc là khóc hết nước mắt rồi gì. Con thì khóc về ban đêm, ban ngày con chẳng khóc cái. Ban ngày khóc thì xấu hổ. Chỉ khóc về ban đêm thôi. Vâng. Đôi khi màn đêm xuống là bắt đầu nước mắt lại trào ra. Vâng. Yeah. Đúng rồi, cha nghe cái câu chuyện của con là mà cha cũng phải phát khóc hơn chứ. Đấy. Thôi rồi cháu này thì lại chẳng may lại ăn phải xương cá này chết hóc cả tuần nay. Rồi bây giờ cháu đang bị nhiễm trùng và cái vùng này nó sưng nên là bác sĩ kinh là áp xe với lại hơn nữa là cái máy ở bệnh viện trên đồng xuôi để gắp xương cá ra là hư rồi. Vâng. Thế nên là đúng rồi. Bây giờ máy móc thì con thôi cứ lên cứ ra đường thực hiện cho những người hoàn cảnh khó khăn cho nên là mua cái điện thì là quân lại mới phải nhờ mua điện thì là giúp cho gia đình chạy có được được đồng hỗ trợ đồng nữa thì ra chở chạy đi. Đó thì cha cũng tối qua cha nghe gọi nhưng mà cha bảo thôi để ban ngày đi. Ban đêm ra bệnh viện không có làm việc. Thì hôm nay cha chở đây là chuyến xe không đồng nhá. Đó. Thì để rồi cho cháu ra tuyến trên để bác sĩ người ta cứu cháu nhá. Nhưng mà con phải cố gắng nhá. Chúa thử thách không bao giờ Chúa để cho mình quá sức đâu. Tín thác vào Chúa nhá, Chúa ban ơn cho mình nhá. Rồi cha sẽ cầu nguyện cho con. Bớt bệnh tật thì nhưng mà bệnh tật lại nhiều cả một tí là nằm viện nhi mất hai lần ví ở trên tay là bị bệnh động kinh nên phải đi viện xuống nhi hai lần nữa là còn động kinh nữa bệnh động kinh thì mới nằm viện là mất hai lần trời ơi hai lần rồi trên tay nằm mất mấy lần vô viện mất mấy lần chạy vô để ra mất mấy lần từ đầu năm mới chờ là con tính đi viện mấy lần rồi chưa chưa cứ viện nhi đây là ba lần rồi ba lần ví ở trên bốn lần rồi chỉ có ăn mới đi viện thôi. Vâng. Vất vả nhá. Vất vả lắm mà không biết thời gian mà cứ ốm thì cảnh vậy. Cứ ốm đầu vậy chị. Vâng. Vậy động kinh các ngày vô phải uống thuốc động kinh cũng lại dần một ngày nó lại qua dần. Vâng. Được hôm nay thì cha nghe cái câu chuyện của con nó là chuyện buồn á. Mà đúng là con cũng thấy mạnh mẽ lắm rồi vì có thể đón nhận được nhá. Thì hôm nay á là đây là chuyến xe không đồng nhá, xe cứu thương không đồng miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Nhà con thì quá nghèo, không những nghèo mà lại là nghèo, là con đối với cha là nghèo từ cái lúc mà con đẻ con đào bây giờ 25 tuổi rồi. À. Đặt đụng nhưng mà nghèo từ ngày nữa đến 2 năm nay mới là hết nghèo. Bây giờ là nghèo vĩnh viễn luôn thì không phải phát nghèo không nghèo đó là cái nghèo về vật chất nhưng mà cái nghèo nhà con nó là nghèo về tinh thần nữa tức là được bốn đứa con thì giàu thật đó nhưng mà lại nghèo bởi vì các cháu nó là đều là khuyết tật mà lại một cháu thì lại bị chết đuối dưới nước chết dưới thuyền hay gọi là chết trôi đó đấy. Rồi là còn nuôi cả một người con nuôi nữa. Mà các cháu thì lại bệnh tật ốm đau cứ phải mà ra bệnh viện thường xuyên. Đấy hôm nay thì cha giúp cho con chuyến xe không đồng đi Hà Nội nhá. Dạ vâng. Với lại đây thì cha thấy thương quá, cha còn có một cái phong bì cho con nữa. Để lấy tiền để chữa bệnh cho để đi chữa bệnh cho cháu nhá. Xin cảm ơn cha. Ừ. Đấy. Cha lại giúp gia đình con thì con xin cảm ơn cha. Không những là chuyến xe không đồng mà lại còn còn một ít tiền để cho con lấy tiền để chữa bệnh cho cháu nhá.
để giúp cho các cháu khác nữa nhé. Đây tiền đây là tiền của các ân nhân của Caritas Thanh Hóa rồi giúp đỡ cho gia đình con nhé. Con xin cảm ơn cha các ân nhân này của gia đình con. Đã giúp đỡ không những là xe cứu thương mà giúp đỡ cả phòng bi đó để lấy tiền chữa bệnh cho cháu nhé. Nhưng mà con phải cố gắng tín thác vào Chúa nhé. Chúa không bao giờ thử thách mình quá sức đâu nhé. Thánh giá Chúa chào đấy, nhưng mà mình tín thác cây dựa vào Chúa thì Chúa sẽ ban ơn cho mình, ban sức mạnh cho mình, không những đời này mà đời sau nhá. Như lúc nãy con nói đó là Chúa sẽ bù đắp lại những cái khó khăn đau khổ mà con chịu ở đời này nhá. Rồi con cố gắng nhá. Ta cầu, ta sẽ cầu nguyện để cho cháu được ơn chữa lành, cho gia đình con được bình an, nhất là cho bố mẹ được khỏe mạnh để mà nuôi các cháu tật nguyền nhá. Rồi. Đó. Nhiều lúc được gâu thầm mình nữa, chả dám tâm sự, chả dám nuôi với ai. Lúc này nãy giờ con bảo là con mới chia sẻ sơ sơ cho cha thôi. Dạ. Còn nhiều cái đau khổ khác mà con chưa dám nói. Dạ. Đúng không? Vất vả. Thôi cha. Lúc hồi cha có điều kiện ghé nhà con chơi. Để ghé nhà con để con với dốc bầu tâm sự bao nhiêu những cái đau khổ thầm kín rồi. Vâng. Chia sẻ hết cho cha. Vâng. Để cho nó vơi đi. Vâng. Chứ không có để trong đầu, để trong lòng thì càng ngày rồi nó càng ấy ra. Gia đình quân thì cũng được lên tivi nhiều lần. Người ta lên tivi để người ta tôn vinh người ta đấy, nhưng mà mình lên tivi vậy là thưa quý vị, tôi được lên tivi không phải là tôn vinh cái gì, nhưng mà tức là lên người ta hay nói là đưa ra cho dân thấy mà thương đó. Thì đó thì bốn đứa con, ba đứa tật nguyền, một đứa chết đuối như vậy thì chi mà không bền vững. Đứa hôm quân bị động hai giờ ở bên Phúc Điển ạ. Bé cũng nặng viện nhi hai lần. Thế thì sao ông sơ ấy bị mẹ quân ơi. Thế liệu bố có nuôi nổi không? Hay là để sơ kêu gọi gia trường để cha hỗ trợ cho quân. Thế thì quân lại bị nuôi với sơ là thôi đi chờ bố nói là bố mà nó còn tím gạo cho quân ăn được. Khi mô và bố mất đi thì cái lúc nữa thì là mẹ muốn mà nhang mẹ mạn. Ý là mẹ quân mẹ muốn mà nhang mẹ mạn. Lúc nữa mình phải cần đến gia trường. Còn bây giờ mà bố đang còn sống thì bố cố gắng hết sức để bố kiếm gạo cho quân. Mai đây mà bố mà mất đi thì lúc nữa thì mẹ con mày cũng mà nhau mẹ con mày mặn. Lúc bây giờ mà cũng muốn kêu gẹo, kêu gọi á thì anh này cũng bị cái này bệnh thì sức lại vài dặn ra kiếm được tiền nuôi quân thì bây giờ mà đi thi nó xấu hổ lắm. Xấu hổ. Vâng. Rồi bây giờ thì bố đang còn còn lo được. Còn mai kia bố nó không lo được. Không lo đấy, giờ mẹ con mày muốn mượn cha thường hay là mày muốn mượn cho ai kể. Lúc đó đưa con xuống người giao cho cha thường nhá. Nhưng mà lúc bố nó nằm xuống thì cha thường cũng là dưới lỗ rồi. Thôi thì cha rất là cảm phục con có được cái hai vợ chồng có được cái sự lạc quan yêu đời, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cái hoàn cảnh của con có phải như người khác chắc người ta suy sụp á, người ta không đứng dậy được đâu, nhưng mà hai vợ chồng con thì rất là lạc quan. Bố hy vọng rút thì cha quần như vậy thì nào là tiền đình rồi thiếu máu mà quân chỉ sống có 20% máu là có 80% máu. Còn là quân thiếu mất 40% máu. Trời ơi, là quân bị bệnh nhiều lắm, bệnh tới bệnh lui rồi bệnh đủ thứ bệnh nhớ nó khổ cái mình. Vâng. Hiện nay là quân sống 85% máu. Máu để sống. Phải thiếu máu truyền miên đấy nha. Thưa quý vị, không thể tưởng tượng hết được cái sự khổ đau ở nơi cái gia đình này. Đau thần kinh tọa rồi đau gì hết đấy, rồi là cứ bảy tầm lâm mấy mẹ buồn là cứ bảy tầm lâm. Chắc có lẽ là vất vả thôi. Cái nhà của mẹ bố là khỏe mà cách đây năm ngoái năm kia bố cũng tai nạn rồi bây giờ tiếp lắm rồi, cũng là bị tai nạn thì gất đi mất mấy tiếng bị tỉnh lại. Bố tai nạn cái gì? Đi xe máy mà lại có hốc phải ai mới cha? Hốc phải bò. Đâm vào con bò. Bò chạy ngang qua đâm mấy bò là quay đứa máu bị không ổn là vá mất mười mấy. Trời ơi. Vá trọng
người nghèo mà lại gặp thế toàn người tài ương. Bất đền Chúa đâu không? Mà à, Chúa, nếu Chúa thương vợ con... Chúa tính lại cũng đang vẫn kiếm gạo cho vợ con ăn được. Nhưng mà bây giờ thì... Thế nếu mà Chúa mà để chồng con mà chết thì đúng rồi. Nhưng mà các cái biểu chí thôi mà con ông phải chết thì... thôi rồi thì cứ lua cho ông sao mà lúc mô mà tôi chụp không lại nữa thì tôi cũng chết. Chết rồi thì giao con cho chắc thương. Vâng. Thế là các sơ là lúc mô mà con không đủ kiếm gạo ăn nữa thì con cứ kêu gọi đi. Kêu cha thương à. Đó thưa quý vị, đấy là cái câu chuyện ở trên đường à, giống như Chúa Giêsu đồng hành cùng với hai môn đệ trên đường à, về làng Emmaus, nghe được cái sự khổ đau của nhân loại thì cầu xin Chúa này, xin thánh tâm Chúa hãy thương thương lấy gia đình này, nhất là để cho hai vợ chồng được khỏe mạnh, được bình an để đi làm kiếm tiền kiếm gạo để nuôi ba đứa con cầm điếc, một đứa con nuôi đấy, để cho gia đình được tiếp tục vui sống ở trên trần gian này đấy. Xin hết lòng cảm ơn tất cả quý ân nhân của Caritas Thanh Hóa, nhất là cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành cùng với chương trình xe cứu thương của Caritas Thanh Hóa để chúng tôi có điều kiện giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo giống như con của gia đình bất hạnh này. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả. Xin mọi người cầu nguyện cho chuyến đi được bình an, đi đến nơi về đến chốn, nhất là cầu nguyện cho cháu được tuần chữa lành, được gặp thầy gặp thuốc. Xin Chúa đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường, luôn luôn được bình an. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhất lời chúng con. Amen. Nhất là cầu nguyện cho tài xế đây được bình an, lái xe luôn luôn được bình an trên mọi nẻo đường. Còn làm dấu đi, làm dấu thánh giá đi. Xin Chúa chữa lành cho, xin Chúa gìn giữ con được bình an. Rồi cho chúc bình an cho gia đình con nhé, luôn luôn được bình an ở trong Chúa nhé, chạy dựa vào tình thương của Chúa, Chúa không bỏ rơi mình đâu nhé. Rồi cố gắng. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nốt đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!